chú và anh chị đã quay trở lại kênh Thích Trồng Lan của Bí nha. Và xin kính chúc tất cả quý cô chú và anh chị có một buổi tối thứ tư thật là ấm áp và vui vẻ bên gia đình. Và ngày hôm nay cả nhà mình thấy cái gì đây không ạ? Em thì đang đứng cạnh một cái giò kiều rất là to. Và hiện tại là em nó đã ra được là khá là nhiều bông rồi nha cô chú anh chị nha. Xin mời cả nhà mình cùng tiến sát vào đây. Mình cùng ngắm hoa kiều. Đây, kiều nó ra như là những cái lồng đèn á anh chị ơi. Đó, rất là thơm luôn ạ. Thơm nức mũi luôn nha. Về phía bên trên này nó đang ra những cái nụ mới nữa nè cả nhà. Thì bên em kiều thì ra rất là nhiều hoa đẹp luôn. Không biết là những giò kiều của nhà của chú anh chị mình đã để ra hoa đẹp như thế này chưa. Đó, và nhân vật chính ngày hôm nay sẽ là nhạn nha cả nhà ơi. Em sẽ nói về hòn nhạn cũng như là ngày hôm nay là em có một cái giò hòn nhạn. Nhưng mà cái giò này thì nó cũng chưa ghép được có hoàn chỉnh nha cả nhà. Đó, thì cái giò này em thấy là nó đang là bám rễ ra rồi nè cô chú anh chị nè. Đang bám rễ ra rồi. Nhưng mà một lũa như thế này mà chỉ có một cây thì nó hơi phí và không có được đẹp đúng không ạ? Thì hôm nay là nhân dịp về cái hàng nhạn rồi này, bây giờ em sẽ hướng dẫn cả nhà mình cắt ghép. Đó, cắt ghép như thế nào đơn giản cũng như là tăng thêm thẩm mỹ về cái giò lũa nhạn này nha cả nhà. Và mời mọi người vào cùng vào video với em nhé. Và hôm nay Bí đang lựa được những cái cây nhạn cho mình, đó là có nhạn này là nhạn lá mít xếp. Đây, đây là cây lá mít xếp nè. Còn những cây đây á là cây lá mít đứng xếp nha mọi người, lá úp cho em nha. Thì những cái cây nhạn này là rất là khó kiếm đó nha. Ví dụ 100 cây thì nó tầm khoảng là được 1 cho tới 2 cây thôi. Đó, thì bước đầu tiên khi mà mọi người để ghép nhạn được á thì cô chú anh chị mình á là hãy cắt rễ bớt em nha mọi người. Quan sát vào đây ạ. Đó, cắt rễ bớt giùm em nè, những cái rễ nào khô thì mình cắt bớt đi giùm em nha. Và đa số hàng bốc trụ này á là không còn rễ tươi đâu cả nhà. Và mình cắt bớt mình chừa lại giùm em tầm khoảng 1 cm và đựng cái rễ ở dưới để lại khi mình ghép nó khỏi bị rớt ra nha mọi người. Hôm nay là em chuẩn bị là tầm khoảng là 3 cây nhạn nè. Đó, thì cái hòn nhạn này em xin nhắc lại là hòn nhạn Gia Lai. Thì đợt vừa rồi thì mọi người cũng mua là khá là nhiều rồi đúng không cô chú anh chị? Đó, nhạn Gia Lai thì nó sẽ ra hoa hai mùa, tháng 4 và tháng 8. Và màu sắc và chủ đạo của nó sẽ là màu vàng pha trộn giữa màu tím nha. Và tiếp theo dụng cụ ngày hôm nay em sẽ sử dụng đó là kim bấm nè. Cái dụng cụ này rất là quen thuộc rồi đúng không ạ? Đó, khi mà cả nhà mình mua thì với giá thành tầm khoảng 60 cho tới 70 nghìn một cây kim này thôi. À, đồ bấm kim này thôi nha. Và tiếp tục kim á là dây nhựa nè. Đó, sử dụng dây nhựa sẽ rất là bền. Và kéo để cắt dây. Đó, và nhân vật đặc biệt hơn đó là một chai thuốc kích rễ. Thì anh chị mình nếu mà không có thuốc kích rễ bên công ty em tặng thì cả nhà mình có thể sử dụng loại thuốc kích rễ khác nha. Rồi bắt đầu là mình vào ghép nha mọi người. Bây giờ là mình sẽ chọn hướng cho nó. Thì cái giò này em đang thấy là có một thân ở trên này rồi. Thì nó sẽ một thân ở dưới này nữa nè. Đây, khoảng cách ra, mình phải chừa khoảng cách. Rồi, tìm được điểm thứ hai nha. Về phía bên này. Phía bên này thì ví dụ như mình ghép phía bên này đi. Đó, mình ghép phía bên này thì cái cây nhạn nó sẽ kẹ vào những cái thân gỗ này thì mình sẽ không có được phát triển tốt nha. Nên là mình sẽ theo hướng ghép phía trên này ha. Ghép bên này, ghép trên này một hướng nữa là 3 điểm. Đó, được 3 điểm rồi. Và anh chị mình khi ghép là mình phải chọn xem thử là cái bề mặt nào nó sẽ phù hợp nha. Thì bây giờ mọi người thấy không? Cái bề mặt này cũng được và bề mặt này cũng được, nhưng mà bề mặt này thì mình sẽ thấy lá nó sẽ to hơn đúng không ạ? Nên là mình sẽ chọn ghép bề mặt này. Rồi, được điểm thứ hai rồi, bỏ riêng ra. Và bắt đầu mình đưa lên tới điểm thứ ba nè. Đây, điểm thứ ba là điểm chỗ này nha cả nhà. Đó, điểm thứ ba là mình sẽ bắt đầu ghép điểm thứ này. Rồi, mình sẽ ghép được là 4 cây nha cả nhà ơi. Tất cả là được 4 cây nha. Bây giờ mình sẽ ghép ha. Rồi bây giờ em sẽ ghép bên này trước nha mọi người ơi.
khoảng thời gian rất là ngắn thì em cũng đã ghép được một cái giò hòn nhạn. Đó, cả nhà mình có thấy có đẹp không ạ? Đây, và ví dụ như là buổi trưa này em ghép á, thì bắt đầu á, là buổi chiều này em sẽ phun vitamin B1 vào để cho nó bổ trợ và nó nhanh rễ rễ nha. Vâng ạ, thì bây giờ thì video cũng đã kết thúc tại đây. Em cảm ơn những anh cô chú anh chị mình đã xem video nha. Và kính chúc tất cả mọi người có một buổi tối an lành, hạnh phúc. Và hãy nhớ là nhấn like và subscribe cho kênh Thích Trồng Lan để xem được những video hay và hấp dẫn hơn nữa. Xin chào và hẹn gặp lại.